Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng dimension ở trong SketchUp, tức là định dạng kích thước của con số, đường kích thước và đường gióng khi chúng ta đo trong SketchUp. Các bạn đang quan sát trên màn hình của mình, đấy là cái tủ bếp của một bạn học viên vừa dựng xong. Thì mình lấy bài của học viên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng các đường kích thước này. Đầu tiên là các bạn phải đi xác định được đơn vị mình đo ở dạng mini hay là dạng centi, và có cần để cái đơn vị này đằng sau hay không. Thì các bạn vào Windows, chọn Measure Info. Sau đó các bạn chọn mục Unit cho mình. Mục Format thì các bạn chọn Decimal cho mình. Đây là đơn vị đo mét, cm. Nếu các bạn chọn đơn vị khác thì nó ra một cái đơn vị khác, inch, đó, architect. Inch đó hay một số đoạn đơn vị của nước Mỹ, nước Pháp. Length độ dài, tức là cái độ dài này của các bạn để mini hay là centi. Ở đây thì mình để mini. Area có nghĩa là diện tích, còn volume là khối. Sau đó các bạn đặt xuống bên dưới này cho mình là có để display unit format, có nghĩa là muốn để mm này ở đằng sau hay không. Nếu muốn để thì các bạn tích nó vào đây. Còn nếu không muốn để thì các bạn bỏ dấu tích này đi cho mình. Còn bên dưới này, angle, tức là đơn vị của góc độ. Đấy là định dạng về đơn vị. Cái định dạng thứ hai là các bạn nhấn vào dimension cho mình. Trong dimension thì có 3 cái định dạng. Cái thứ nhất là text, tức là ký tự số này. Midline, tức là cái đầu đường của cái kích thước này. Dimension line, tức là hướng của cái con số này, theo chiều nhìn của mình. Thì đầu tiên là mục text. Trong text thì có hai loại, một là format phông. Phông tức là phông chữ. Hai là màu chữ. Mình bấm vào phông. Mình thấy con số này to như này là chấp nhận được, nhưng nó chưa đậm, cho nên mình chọn bold cho nó đậm. Các bạn có thể lựa chọn các phông ở đây. Ở đây mình đang chọn là phông Tahoma. Các bạn có thể chọn Arial hoặc Times New Roman. Cỡ chữ ở đây 12, mình để 12. Nếu các bạn có thể chọn 14 thì tùy các bạn. Sau đó các bạn nhấn OK. Bây giờ các bạn muốn nhìn thấy kết quả ngay thì các bạn bấm vào Select All Dimension để nó chọn các kích thước này. Sau đó các bạn nhấn Update Select Dimension, tức là nó sẽ cập nhật cái các bạn vừa định dạng. Đó. Ở đây thì mình bỏ đơn, cứ để đơn vị thôi các bạn nhé. Bạn nào muốn thì vào một unit bỏ đơn vị đi cho mình. Tiếp theo là cái màu sắc. Các bạn bấm vào đây, các bạn chọn cho mình, ví dụ như mình để màu đỏ đô này, mình OK. Các bạn Select Update. Nếu để Select Update các bạn không nhìn thấy đâu, các bạn nháy chuột ra ngoài này cho mình. Đó, các bạn nhìn thấy cái màu đỏ đô luôn. Rồi, tiếp theo là các bạn sang cái mục Needline. Needline là định dạng cho cái đầu đường kích thước này. Các bạn bấm vào đây, các bạn chọn đốt, có nghĩa là hình tròn. Đây các bạn Select Update. Đó, hình tròn như này. Đó. Tiếp theo, các bạn có thể chọn Close Allow, có nghĩa là hình mũi tên. Select Update, hình mũi tên. Có một số loại các bạn có thể kiểm nghiệm. Đấy, cái đầu mũi tên. Cái đầu này thì ít khi dùng, nó không đẹp lắm. Thì các bạn thường sử dụng cho mình 3 cái Slash, tức là cách chéo như này. Hai là đốt quả đấm như này. Đó, thì các bạn nhìn thấy được. Đó, quả đấm như này. Rồi, ở đây mình để hình tròn như này nhé. Đôi như này. Còn các bạn thích để mũi tên thì các bạn chọn Close Allow cho mình. Đó, để mũi tên. Tiếp theo, mục thứ 3 là Dimension. Nếu các bạn để Tick Align to Screen, tức là nó sẽ chạy luôn luôn là song song với cái màn hình nhìn của mình. Đây, các bạn xoay này. Các bạn nhìn số luôn luôn song song màn hình của mình. Nếu các bạn không muốn song song màn hình của mình thì các bạn tích xuống bên dưới này, Align to Dimension Line. Các bạn bấm Select Update. Thì khi các bạn quay màn hình thì nó sẽ không chạy song song với màn hình, và lúc đó nó chỉ song song với được kích thước của các bạn thôi. Đó. Ở đây có mấy sự lựa chọn: Outside, tức là ở bên trong; Center, tức là ở chính giữa các bạn nhé; Above, tức là sẽ nằm ở trên. Được, thì các bạn cứ đo cho mình kiểu ở trên như này. Đấy, hoặc kiểu outside này. Đều được cả. Đấy, thì
cái kích thước outside này tức là nó nằm bên ngoài này, bên ngoài. Còn above này nó nằm ở trên, các bạn nhìn thấy ở trên. Đấy, cái đường kích thước quay ngang thì các bạn nhìn thấy rõ nét hơn. Tiếp theo là mục Upper Dimension Setting. Tức là khi các bạn zoom nhỏ vào như này thì các bạn thấy à, các đường kích thước này nó chồng chéo vào nhau, nhìn chúng ta không thấy chi tiết của mình nữa, nó cảm giác như một mớ bong bong vậy. Để tắt được cái này đi thì các bạn bấm vào Upper Dimension Setting. Ở bên dưới này các bạn nhìn thấy hai mục ẩn thì các bạn tích vào hai mục này cho mình. Đồng thời các bạn kéo cái bên dưới hết to small, tức là khi nhỏ lại đó, các bạn kéo đến khi nào mà cảm giác các bạn thấy ưng ý thì các bạn nhả chuột ra. Đó, tức là khi các bạn zoom nhỏ vào như này tự nó sẽ mất. Khi các bạn zoom to ra thì các kích thước mới hiện lại. Đó, sau đó các bạn tắt đi. Đó, tắt. Như vậy các bạn sẽ được cái kích thước. Đó. Rất đẹp, trình bày bản vẽ khá ổn với mình mong muốn. Được chưa các bạn? Như vậy, qua video này mình đã hướng dẫn các bạn định dạng dimension, định dạng kích thước ở trong SketchUp. Các bạn thấy video hay thì đăng ký. Các bạn cố gắng theo dõi từ đầu cho đến cuối video để có thể thực hiện tốt dimension. Chúc các bạn làm tốt.